Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 5. Chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử gắn với công tác phòng chống dịch. Thái Bình đảm bảo sẵn sàng mọi điều kiện kích hoạt khu cách ly tập trung của tỉnh và bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu. Dù trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, song mọi sinh hoạt của người dân Thái Bình vẫn khá ổn định, không gặp nhiều xáo trộn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Gắn với công tác phòng chống dịch, đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Thái Bình vào sáng nay. Kiểm tra tại một số phường trọng điểm, dân số đông, Kỳ Bá, Quang Trung, Bồ Xuyên, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, yêu cầu thành phố làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, đảm bảo an toàn, đúng quy định phòng dịch. Ra soát theo dõi di biến động cử tri để cập nhật kịp thời danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, nhất là các trường hợp bị cách ly, cử tri ở khu vực cách ly, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, kịch bản, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức bỏ phiếu khi có dịch, tập trung cao điểm tuyên truyền về bầu cử. Chúng ta vẫn là tiếp tục tuyên truyền để làm sao nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đi bầu cử và tham gia xây dựng các cơ quan quyền lực của nhà nước, nhất là được lựa chọn những đại biểu có uy tín, đủ năng lực và phẩm chất để vào đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhưng lưu ý các đồng chí là muốn gì là trong cái điều kiện chống dịch như thế này, cái việc tuyên truyền bầu cử đều phải gắn với công tác phòng chống dịch. Đây là cái nhiệm vụ hết sức nặng nề, yêu cầu các đồng chí tập trung cao. Và đây dịp này nó cũng thể hiện cái năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy các cấp. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác phòng chống dịch. Chú trọng nhất là phải quán triệt và tuyên truyền các cái chủ trương chỉ đạo của tỉnh, của trung ương đến các cấp và đến người dân để làm sao mỗi người dân được xây dựng được cái ý thức tự giác, tự phòng tránh và chấp hành nghiêm cái sự chỉ đạo theo cái thực hiện giãn cách xã hội của tỉnh. Chúng ta kiểm tra và xử lý rất nghiêm những cái trường hợp vi phạm. Bây giờ các tổ tự quản, thế rồi tổ dân phố phải nêu cao cái trách nhiệm tăng cường kiểm tra giám sát ở mỗi địa bàn cho nó tốt. Tiếp tục truy vết, xác minh các trường hợp có yếu tố dịch tễ để triển khai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhằm khoanh vùng kịp thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị vật tư y tế, xây dựng kế hoạch, kịch bản, chủ động ứng phó hiệu quả với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Hôm nay mùng 8 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình ghi nhận một trường hợp có kết quả dương tính với COVID-19 tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ liên quan đến Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Trường hợp dương tính là bà DTT, sinh năm 1952, bị bệnh ung thư tụy, điều trị từ ngày 9 tháng 4 năm 2021 tại Bệnh viện ca cơ sở 3 Tân Triều. Đến ngày 5 tháng 5 năm 2021, bà T về nhà tại thôn Thái Thuần bằng xe taxi. Trong khoảng thời gian đó, gia đình bà có 4 người con thay nhau chăm sóc bà. Sáng ngày 8 tháng 5, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho kết quả bà T dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bà T được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Qua điều tra khẩn trương, đến trưa ngày 8 tháng 5, số người tiếp xúc gần F1 là 12 người và có 51 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần F2.
Những trường hợp này đã đang được lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo các hoạt động phòng chống dịch, hạn chế sự lây lan ra cộng đồng. Cũng ngay trong sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã có quyết định về việc khoanh vùng cách ly y tế, tập trung điều tra truy vết các trường hợp F1, F2 và khởi động khu cách ly tập trung, lập 5 chốt chặn trên các tuyến đường ra vào địa bàn thôn, phong tỏa thôn Thái Thuần. Khu vực thôn Thái Thuần hiện có 320 hộ gia đình với 900 người dân sinh sống. Như vậy, từ đêm ngày 5 tháng 5 đến nay, Thái Bình có 6 F0 đã phát hiện tại cộng đồng. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thái Bình cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay đã truy vết được 215 F1, 1021 F2. Trong đó, ca bệnh mới tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ có 15 trường hợp F1 và 98 trường hợp F2. Từ ngày 29 tháng 4 đến nay, đã có trên 5.800 mẫu xét nghiệm được thực hiện, trong đó hơn 2.300 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình kết quả xét nghiệm âm tính. Công tác tiêm vaccine phòng dịch đang tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ với trên 8.700 liều đã tiêm. Dự kiến trước ngày 15 tháng 5 sẽ hoàn thành tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên trong đợt 1. Phải đảm bảo sẵn sàng mọi điều kiện kích hoạt khu cách ly tập trung của tỉnh và bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị chỉ đạo vận hành khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến phòng chống dịch COVID-19 vào sáng nay. Cùng đi có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra khu cách ly tập trung của tỉnh tại ký túc xá trường Đại học Thái Bình. Theo báo cáo nhanh của nhà trường, trước mắt đã sẵn sàng đáp ứng 600 giường và tùy theo tình hình có thể mở rộng thêm. Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu nhà trường phải sẵn sàng vận hành khu cách ly ngay khi có yêu cầu, khẩn trương hoàn thành mọi công việc liên quan, rà soát, chuẩn bị và kịp thời đề xuất bổ sung cơ sở vật chất thiết yếu. Trên cơ sở giao cho các huyện thành phố, chuẩn bị khu cách ly tập trung của mỗi huyện thành phố đảm bảo tối thiểu cho 500 trường hợp. Đồng chí cũng lưu ý rằng khu cách ly tập trung của tỉnh phải luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ chi viện cho các huyện khi có tình huống. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu phải thành lập ngay ban điều hành khu cách ly tập trung của tỉnh, gồm các lực lượng công an, quân đội, y tế và trường Đại học Thái Bình. Tôi đề nghị là cái tính sẵn sàng cao, người chuẩn bị toàn bộ cái cơ sở vật chất đấy, cái nhu yếu phẩm thiết yếu để cho người cách ly. Cái thứ hai nữa là rất là quan trọng là phải rà soát kiện toàn ngay lại cái ban điều hành của khu cách ly này. Theo hướng tôi nói rõ đấy là phải phân công rõ trách nhiệm, đấy, nhiệm vụ của từng thành viên ở cái ban điều hành một. Và trong ban điều hành đó thì phải có một người chỉ huy, rất quan đấy, phải có người đứng đầu chỉ huy. Và người đứng đầu này thì chịu trách nhiệm toàn bộ về những cái quy trình cũng vận hành cũng như đảm bảo an toàn khu cách ly này. Khi xảy ra cái tình huống giả dụ như tôi nói là có tình huống mà nó lây nhiễm chéo trong khu cách ly thì có chỗ để xử lý trách nhiệm chính là người chỉ huy điều hành ở khu cách ly này. Đến kiểm tra tại Bệnh viện Thái Bình, trước đây là khu khám và điều trị chất lượng cao. Đây là nơi được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn làm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, công suất bố trí tối đa 600 giường bệnh. Lúc này, ngành y tế đã chuẩn bị lực lượng gồm 700 y bác sĩ cùng các phương tiện vật tư y tế sẵn sàng đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến. Đồng chí đánh giá cao sự chuẩn bị của ngành y tế và Bệnh viện Thái Bình. Lưu ý cần ra soát lại tất cả các phương án để sẵn sàng triển khai khi có tình huống. Cũng trong sáng nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, nơi vừa phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Thái Thuần, xã An Thái gồm hơn 300 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu từ 10 giờ sáng nay, đưa bệnh nhân đi điều trị. Đồng thời cùng các ngành khẩn trương truy vết, xác định có 12 trường hợp F1 đưa đi cách ly tập trung, 51 trường hợp F2 tổ chức cách ly và theo dõi sức khỏe chặt chẽ tại nhà. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ kích hoạt ngay khu cách ly tập trung của huyện, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương đề cao cảnh giác, song cần bình tĩnh, không hoang mang, khẩn trương truy vết tiếp các trường hợp liên quan đến ca F0 này. Bên cạnh đó phải điều tra nhanh các trường hợp liên quan đến bệnh viện ca cơ sở Tân Triều, coi đó là những trường hợp có nguy cơ cao, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và quản lý, giám sát chặt chẽ. Ngoài ra, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Người dân cần bình tĩnh nhưng không chủ quan trước dịch bệnh là quan điểm chỉ đạo của đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực phong tỏa thuộc xã Bình Minh, huyện Kiến Sương vào sáng nay.
Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, động viên tinh thần người dân để họ bình tĩnh, song cũng không lơ là, đảm bảo nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Xã cần thực hiện đúng hướng dẫn của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và của ngành y tế trong khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, dập dịch. Xã Bình Minh nói riêng và tất cả các xã trên địa bàn huyện Kiến Sương phải xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại huyện Hưng Hà, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị huyện Hưng Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử, đặc biệt là tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và tuyên truyền lưu động, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, kiểm tra danh sách cử tri, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, đồng thời xây dựng kịch bản, các tình huống cụ thể trong phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, hai xe chuyên dụng khử khuẩn của Tiểu đoàn Phòng hóa 38 Bộ Tham mưu, Quân khu 3 tiến hành khử khuẩn xử lý môi trường tại một số điểm có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tiến hành phun khử khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lực lượng Phòng hóa Quân khu 3 phải di chuyển từ cổng số 3 để tiến hành phun bao vây khép kín tất cả các tuyến đường nội bộ trong bệnh viện, trong đó tập trung phun hóa chất kỹ lưỡng tại khu vực khoa truyền nhiễm và khu khám bệnh. Cùng với đó, lực lượng cũng tiến hành phun khử khuẩn tại Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Đa khoa thành phố và các ổ dịch tại xã Bình Minh, huyện Kiến Sương, xã Hùng Dũng, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư. Đây là lần phối hợp xử lý bằng hóa chất đầu tiên kể từ khi tỉnh Thái Bình ghi nhận có trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Xe khử khuẩn chuyên dụng có dung tích 2.700 lít, có thể khử khuẩn khoảng 3 km đường phố một lần. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi tiến hành phun khử khuẩn thì toàn bộ trang phục bảo hộ của các cán bộ chiến sĩ tham gia trong quá trình phun khử khuẩn sẽ được thu gom và xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi xuất hiện bệnh nhân F0, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã rà soát toàn bộ những cán bộ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là F1 để phân ra một khu vực riêng và đảm bảo các bước phòng hộ theo đúng nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Đến nay đã cho kết quả âm tính lần 1. Sau khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phong tỏa tạm thời theo đúng chỉ đạo, thì 100% cán bộ, nhân viên y tế, người lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám điều trị nội trú từ ngày 5 tháng 5 năm 2021 đã được bệnh viện tiến hành làm xét nghiệm để ra soát, sàng lọc, đáp ứng toàn bộ hoạt động, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Cho đến thời điểm này, thì chúng tôi đã xét nghiệm được trên 3.000 mẫu đã có kết quả âm tính. Đặc biệt là những cán bộ, bệnh nhân mà tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân F0. Đối với những khu cách ly đang điều trị bệnh nhân dương tính, bệnh viện đã cách ly thành khu cách ly đặc biệt để đảm bảo vấn đề điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng tạm thời khoanh vùng hai khoa đã xuất hiện bệnh nhân dương tính đã đi qua, đó là khoa lão khoa và khoa thần kinh, để đảm bảo việc an toàn, không để dịch bệnh lây lan ra bên ngoài và kiểm soát tốt khu vực bên trong. Đối với bệnh nhân F0 thì chúng tôi cũng đã cách ly điều trị tại khoa truyền nhiễm. Thế còn những cái đối tượng F1 của cán bộ thì được cách ly tại Bệnh viện Thái Bình. Còn những đối tượng F2 cùng với F3, F4 vẫn tiếp tục điều trị nội trú tại hai khoa này. Và hai khoa này thì chúng tôi vẫn phong tỏa tạm thời và hạn chế tiếp xúc với tất cả các khoa phòng bệnh viện xung quanh cho đến khi nào mà có xét nghiệm đồng bộ toàn bộ bệnh viện. Trong thời gian mà thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đây thì các cái hậu cần của khu cách ly bệnh nhân cũng như khu cách ly của nhân viên thì sẽ được bệnh viện cung cấp hậu cần và đầy đủ theo những cái yêu cầu hàng ngày. Thế còn lại đối với lại số bệnh nhân cũng như là nhân viên y tế mà làm việc thường kỳ thì sẽ cố gắng để đảm bảo cái hoạt động khám chữa bệnh cấp cứu bình thường trong cái thời gian tới. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạm thời dừng tiếp nhận bệnh nhân, trừ trường hợp bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân nặng mà bệnh viện tuyến dưới không có khả năng điều trị. Dù tất cả các cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1. Tuy nhiên, để bệnh viện sớm trở lại hoạt động bình thường thì phải đợi đến khi có kết quả âm tính toàn diện lần 2. Thưa quý vị, tỉnh Thái Bình là địa phương đầu tiên của cả nước trong đợt dịch này thực hiện ngay giãn cách xã hội quy mô toàn tỉnh, theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 6 tháng 5. Dù trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, song mọi sinh hoạt của người dân Thái Bình khá ổn định, không gặp nhiều xáo trộn. Ngày thứ 3 thực hiện giãn cách xã hội,
tại các chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường, cung cấp đầy đủ các hàng hóa thiết yếu, nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh. Người ta đã ít đi chợ hơn. Đấy, còn mỗi người mua thì cũng phải mua nhiều hơn mọi lần, còn cái nguồn cung thì là vẫn cứ bình thường. Vẫn phục vụ đủ, không bị thiếu. Giá cả thì vẫn ổn định, không tăng. Mình đi mua hàng thì vẫn bình thường, còn dễ thuận lợi hơn trước, giá cả thì vẫn bình ổn, không có vấn đề gì cả. Nhà mình cứ sắm bình thường thôi, mua ở đâu sử dụng cái đấy thôi, không có gì để tích trữ càng trữ cả. Do có sự chuẩn bị từ trước, nhất là kinh nghiệm đã có được trong thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch từ những đợt dịch COVID-19 trước đây, nên người dân Thái Bình không cảm thấy hoang mang lo lắng. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều có sự chủ động trong công việc, trong sinh hoạt, với tâm thế bình tĩnh, đồng lòng, với mục tiêu khống chế dịch bệnh là ưu tiên số 1. Cùng nhau để mà ở nhà này, rồi làm mọi biện pháp phòng chống dịch tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình cũng như mọi người trong gia đình và cũng như toàn thể mọi người trong xã hội. Chờ cho cơn dịch nó qua đi. Tại các tuyến đường và khu vực đông dân cư trên địa bàn thành phố Thái Bình, ngày thường giao thông đi lại tấp nập, nhưng sau ngày 6 tháng 5, số lượng phương tiện giao thông qua lại giảm đáng kể. Các cửa hàng dịch vụ không nằm trong danh mục thiết yếu đều đã đóng cửa, dừng hoạt động kinh doanh. Đa số người dân đã ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng tránh dịch bệnh lây lan trong thời gian này. Hạn chế ra vì là đây là đang thực hiện cái giãn cách xã hội, tránh cái việc đi lại. Có việc cần thiết thì chúng ta mới đi ra ngoài. Động viên gia đình con cháu là phải chấp hành nghiêm về cái việc phòng cách giãn cách xã hội. Chủ động thích ứng, nêu cao tinh thần, ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh. Đó là cách mà người dân Thái Bình chung sức cùng cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trong khi người dân Thái Bình đồng lòng phòng chống dịch COVID-19, thì vẫn còn có những trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và kiên quyết xử lý. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh cà phê ly địa chỉ tại chung cư Đam San số 56 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình vẫn đang hoạt động. Một số khách hàng tụ tập uống cà phê không đeo khẩu trang. Tương tự, hai quán trà đá có địa chỉ số 5 và số 7 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Bình vi phạm quy định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và thành phố. Đoàn kiểm tra đã tổ chức tuyên truyền nhắc nhở, yêu cầu chủ các quán này thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tiến hành lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 117/2020 của Chính phủ. Trước đó, các tổ tuần tra của thành phố đã phát hiện 52 trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi đi ra đường, đã lập biên bản vi phạm hành chính 10 trường hợp, mỗi trường hợp 1 triệu đồng. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, đưa công nghệ vào trong sản xuất đang tiếp tục được Thái Bình đẩy mạnh. Điển hình như vụ xuân này trong chiến dịch phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa, đã có 3.000 hecta được phun thuốc bằng máy bay không người lái. Ưu điểm của công nghệ này là tiết kiệm đến 90% lượng nước, tiết kiệm 20-30% lượng thuốc, tiết kiệm nhân công lao động, thời gian phun chỉ từ 10-15 phút trên 1 hecta, hiệu lực phòng trừ đạt trên 90%. Dập dịch nhanh, giảm nguy cơ ngộ độc do người dân không phải tiếp xúc trực tiếp với thuốc. Thêm nữa, giảm ô nhiễm không khí đất nguồn nước do thuốc bám trên mặt lá lúa không bị rửa trôi trên đất. Giảm thiểu ảnh hưởng đến vi sinh vật đất. Với những ưu điểm của công nghệ, nhiều địa phương đang tiếp tục liên kết cùng doanh nghiệp để nâng cao diện tích sử dụng máy bay không người lái trong các chiến dịch phun thuốc phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ lúa xuân. Với mong muốn cung cấp ra thị trường sản phẩm sữa giàu dinh dưỡng và không có hóa chất phụ gia, anh Đào Nhân Nghĩa ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy đầu tư nuôi dê lấy sữa theo mô hình chăn nuôi khép kín. Hướng đi này mang lại cho nhà nông trẻ nguồn thu gần 200 triệu đồng mỗi năm. Từ 8 con dê giống ban đầu, chỉ trong vòng 4 năm, anh Nghĩa đã nhân giống thành công và lập ra trại nuôi dê quy mô lớn với hơn 100 con, trong đó có 70 con dê sinh sản. Với đàn dê, anh đánh số từng con để tiện theo dõi chăm sóc. Anh Nghĩa cũng tự mày mò tìm hiểu cách phối trộn thức ăn từ những phụ phẩm nông nghiệp. Bằng cách này, vừa giúp anh quản lý được chất lượng nguồn thức ăn, đồng thời giảm bớt đáng kể chi phí chăn nuôi. Mỗi ngày, gia đình lấy được 30 lít sữa tươi được chế biến thành các sản phẩm như sữa tươi thanh trùng, sữa chua dê, sữa chua nếp cẩm.
Việc kinh doanh thuận lợi, mỗi tháng anh Nghĩa thu về 30 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi 15 triệu đồng. Ngoài ra, anh cũng có thêm thu nhập từ bán dê thịt. Thời gian tới, anh dự định đầu tư xây thêm chuồng trại, mở rộng chăn nuôi với quyết tâm xây dựng thương hiệu sữa dê Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang vào một cuộc chiến mới. Dù rất cam go, song với người dân Thái Bình vẫn đồng lòng bằng những hành động đẹp nhất. Và những hình ảnh đẹp vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.